tôi dấu yêu xưa người ơi về nơi đâu những mộng mơ. Vì là người bán hàng, cái niềm đam mê của Vy rất là lớn. Nếu mà không lớn đó thì Vy sẽ không có thể nào bỏ việc làm để chơi cuộc thi. Mặc dù có được hay không được thắng giải ở SBTN Voice thì AV cũng được khán giả biết đến là một cô ca sĩ có một niềm đam mê lớn. Ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi. Con tim em gửi tới anh. Anh ơi đêm nay vắng anh và nụ hôn ấy là từ con tim em gửi tới anh. Quý vị sẽ có cơ hội để bầu cho 3 thí sinh mình yêu thích nhất thuộc bất cứ dòng nhạc nào. Để bình chọn, xin gọi số 1-855-900-8683 hoặc vào trang nhà sbtnvoice.com để bình chọn online.